Xin mến chào quý vị trở lại với chương trình luật sư Dina Nguyễn thông tin và giải trí cuối tuần với khách đặc biệt, đó là cô Michelle Trở Gwynn Financial. Rồi bây giờ mình nói đến vấn đề của bà Bạch Ốc phải không? Dạ chị vâng. Michelle. Bây giờ chúng ta trở về đất nước của chúng ta. Thì gần đây là chúng ta có những cái chuyện mà sôi nổi ở tòa Bạch Ốc, đó là bà Nancy Pelosi đã công khai là ông tấn công là ông luật sư của tòa Bạch Ốc, ông Barr đã vi phạm luật pháp. Tại vì mấy ngày nay quý vị đã biết rằng là bên Hạ viện, Quốc hội đã, bên Đảng Dân Chủ đã tấn công ráo riết ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông William Barr, cũng về cái Mueller Report. Mueller Report này chắc sẽ không có đi qua nhanh đâu, nhưng mà sẽ cứ kéo dài để cho hai bên họ chỉ trích nhau. Thì bà Nancy Pelosi nói là ông William Barr của tố cáo của tránh văn phòng của Bộ Tư pháp á, nói là ông đã được một cái trác tòa phải ra trình diện với thượng viện, mà ông đã trình diện ở thượng viện rồi. Xin lỗi, Hạ viện mà ông lại không có ra, thì ông bà nói cái vấn đề này là ông đang trốn tránh luật pháp, thì là vi phạm luật pháp theo cái tính cách là hình sự. Thì bà Carrie Kubik của Justice Department đã tuyên bố rằng là bà Nancy Pelosi đã công khai một cách mà bất trách nhiệm, không có trách nhiệm, và đã tuyên bố một cách sai với sự thật. Dạ vâng, tại vì bây giờ cái bên cánh tả là bên dân chủ, bên đội ngũ bên dân chủ, họ cứ không có chịu thua trên cái báo cáo. Nghĩa là mặc dù ông ba ổng, sau khi ổng đã filter, ổng đã gạn lọc ra những cái gì ổng có thể công bố được, là ông tổng thống Hoa Kỳ không có liên quan tới cái sự can thiệp của Nga Xô trong thời kỳ tranh cử của ông năm 2016, và cũng không có bằng chứng về cái vấn đề mà cản trở pháp lý của ổng. Đó là hai cái điều mà người ta gán tội cho ông tổng thống Hoa Kỳ, và đã tốn 30 mấy triệu của người dân đóng thuế Hoa Kỳ trong cái cuộc điều tra gần 2 năm, một cái chi phí rất là không nên được xảy ra, mà Đảng Dân Chủ đã có những cái vấn đề mà tranh đua trong chính trị mà đã phải tốn những cái tiền của người dân như vậy. Thì nói nếu mà đi ngược lại thời gian đó, là vào năm 1996 tới 1998 á, thì cũng có một vấn đề là Đảng Dân Chủ đã cho phép Trung Cộng xía vào cái chuyện chính trị của Hoa Kỳ, và sau đó rất là nhiều người đã phải bị đưa ra luật pháp, là vì đã cho phép chính phủ Trung Cộng cho tiền những người đi ra tranh cử từ Đảng Dân Chủ. Dina nhắc tới cái thời kỳ năm 1996 tới năm 98. Đúng rồi. Dạ vâng. Nó có cái tên đó mà sao? Nó là China. Nó kêu là China Gate. Đúng rồi. China Gate. Thì bà tổng ứng cử viên tổng thống thất bại Hillary Clinton, bà lên bà make một cái chốc, thì luật sư có nói cái chốc của bà là sao, bà nói bây giờ Nga ủng hộ ông Trump, thì bây giờ thì Trung Cộng lúc, bà nói đùa là bây giờ đến lúc China thì ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Đúng rồi. Thì bà Hillary Clinton nói đùa như vậy, nhưng mà thật sự trong lòng bà là nói ra sự thật, là vì từ 1996 tới 98 Trung Cộng đã ủng hộ cái nhóm của ông Clinton và bà Hillary rất là nhiều, đến nỗi họ phải bị đưa ra tòa dưới cái luật pháp, và đã phải trả bằng cách là phải nhận tội trong vấn đề mà hình sự. Dạ, rất là nhiều người bị indict trong cái thời gian đó. Cho nên đó, quý vị có thấy không, bây giờ bên phía cánh tả Đảng Dân Chủ họ không có một cái ground gì để mà họ có thể thắng vị tổng thống Hoa Kỳ trong cái kỳ bầu cử tới 2020. Bây giờ cái trận đánh, cái battle duy nhất mà họ có thể dùng làm vũ khí để họ cố gắng họ triệt
vị Tổng thống Hoa Kỳ là cái báo cáo của ông Robert Mueller. Uh-huh. Nhưng mà dầu cho trên cái báo cáo đó, chính một cái người viết cái report, bản báo cáo đó là ông Mueller, ông nói rằng là không có bằng chứng để kết tội vị Tổng thống Hoa Kỳ, không có bằng chứng để mà kết tội ông cản trở pháp lý. Nhưng mà trong đó đó, họ cũng có nói thêm là nếu mà nhìn vào cái hồ sơ Mueller mà kỹ hơn á, thì sẽ rất có nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, mà nhiều người đó cũng là bên phía bên đảng Dân Chủ. Dạ, chính ông William Barr, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông cũng đã nói rằng là tôi muốn tránh cái vấn đề này nêu lên ngay bây giờ, là tại vì cái lý do này, lý do này. Cái cuộc điều tra này ra sẽ có cái vụ Dozier, là cái vụ dính líu tới cái bà Hillary Clinton và cái sự những cái lỗi lầm, sai lầm của ông Obama trong cái vấn đề trách nhiệm trên cái vấn đề theo dõi bất hợp pháp, nghĩa là illegal surveillance. Okay. Thì cứ, bây giờ mình cứ nói cho nó rõ hiểu đi là 2016 ai là tổng thống? Obama. Ok, từ 2015 tới 2016 tổng thống là ông Obama. Rồi ai là có thẩm quyền để coi những cái, để coi là make sure là không có cái áp lực nào từ bên ngoài, từ ngoại quốc để ảnh hưởng cái chính trị của Hoa Kỳ? Ai là cái người có power để làm vậy? Tổng thống Obama. Thì trong khi đảng Dân Chủ có cái thẩm quyền để ngăn cản những cái điều như vậy, họ không ngăn cản, nhưng mà bây giờ họ lại ngược lại, họ nói là nếu mà cái chuyện đó xảy ra là cái lỗi của Tổng thống Trump, thì cái đó nó không có make sense, quý vị. Nó không có một cái lý, những cái lý lẽ đó nó không có nó phi lý lắm, nên chúng tôi không có nghĩ là tại sao mình là cái người mà có thẩm quyền, mình là cái người ngăn cản được những cái việc đó mà mình để nó xảy ra, mà mình không nói đó là lỗi tại mình, mà mình lại đổ thừa cho cái người mình phải bảo vệ, đó là những người ứng cử viên trong cái 2016, mà ông Trump là một trong những người ứng cử viên đó. Thì quý vị thấy là cái report Mueller đó, nếu mà họ phanh phui ra thì cái lỗi là ở đảng Dân Chủ và những cái thành phần dưới Tổng thống Obama. Dạ vâng, thì cũng như Dina cũng thấy rằng á, là hôm nay chúng ta thấy rằng là tất cả những cái bản tường trình về tài chính cho cái nền kinh tế của nước Mỹ hôm nay trong lịch sử 49 năm quý vị đã có cái unemployment rate xuống 3.6%, là một cái con số thấp nhất trong lịch sử 49 năm. Yeah. Đó là do cái công lao của ai? Và trong cái tháng 4 vừa qua, là cái thống kê cho biết đã có 263.000 công việc làm thêm cho người dân Hoa Kỳ. Cái đó là công lao của ai? Tại sao người ta không nhìn tới Stockland, unemployment rate xuống thấp, công việc làm, công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ có tăng lên, và chính sách đối ngoại như thế nào? Hôm nay hôm nay để Michelle chia sẻ với Dina, với Michelle ăn trưa, và có nói tới cái buổi nói chuyện đầu tiên của cái người ứng cử viên bên khối Dân Chủ, là đang dẫn đầu bên khối Dân Chủ, là ông Joe Biden. Một cái bài phát biểu của ứng cử viên tổng thống đầu tiên, ông ta đã nói cà lầm. Bây giờ cái đó nó không có tệ bằng là quý vị, thưa quý vị, trong lịch sử ông Joe Biden, hình như là trước khi ông trong khi ông là phó tổng thống, ông vì muốn chứng tỏ cho người dân biết rằng ông là một, có một cái đầu óc hiểu biết, ông đã tiết lộ ra cái danh tính của lực lượng đặc biệt để đi diệt Osama bin Laden. Thì khi ông làm vậy, ông đã làm cho những cái tánh mạng của những người trong cái lực lượng đặc biệt đó bị rượt theo, bị những cái người mà binh Osama bin Laden á, rượt theo, và họ muốn
ám sát những cái người trong lực lượng đặc biệt đó. Và Michelle có thể nói thêm với quý vị cho mistake, một cái lỗi lầm lớn của ông Joe Biden đối với những người quân nhân đó, và nhất là cho nước Hoa Kỳ. Dạ vâng, như quý vị cũng nhớ là 8 năm trước, 8 năm trước là một cái đặc vụ để mà tiêu trừ ông Bin Laden, thì Dina vừa có nhắc lại một cái lỗi lầm lớn nhất của ông Joe Biden là ổng chỉ vì muốn chứng minh rằng ổng là cái người biết rất rõ, ổng đã làm cho, ổng đã tiết lộ một cái đặc vụ mà khiến cho cái siêu sáu, cái team đó 38 người đã bị cái sự trả thù của khối Al-Qaeda bắn gục. Trong đó có tất cả những cái người mà đã thi hành cái mật vụ đó, là đó là một cái lỗi lầm mà ông ta đã làm, nhưng mà ông ta không có nhìn nhận đó là cái sự phán xét sai lầm, nó đi tới cái hành động sai lầm, và từ đó đó nó dẫn tới cái tánh mạng của một cái người của một khối anh hùng. Và sau đó ổng không có nhận cái trách nhiệm của ổng, ổng không có even nhỏ một giọt mồ hôi cho cái hành động của ổng. 8 năm sau ổng ra, ổng ứng cử một người 80 mấy tuổi ra ứng cử tổng thống. Trong một cái buổi phát biểu hôm nay, ổng nói rằng là Trung Cộng không là gì hết, Trung Cộng không phải là đối tượng kinh tế của Hoa Kỳ. Không có phải là lẽ, our competitor. Chị sao có lẽ là ông sẽ nhận được cái sự ủng hộ về tài chính. Yeah. Giống như là bà Hillary Clinton, giống như là những cái năm 1996 tới 98 mà Đảng Dân Chủ đã được đài thọ rất là nhiều tài chính cho cái cuộc tranh cử. Thì chúng tôi nghĩ, by the way, ổng chưa tới tám mấy, ổng gần 80 thôi. Dạ vâng, nhưng mà cái vấn đề là một cái người có một cái nhìn rất là ấu trĩ. Ông Tổng thống Trump hôm nay ổng tweet lên, ổng nói là ổng nói chuyện với bên Fox phỏng vấn hay cái đài nào đó, ổng tuyên bố, ổng nghe cái lời phát biểu đó, ổng nói rằng là nếu mà ông Joe Biden ổng tuyên bố một cái câu mà về chính sách đối ngoại của ổng như vậy đó, ổng nói rằng là Trung Cộng không phải rằng đối thủ về kinh tế của Hoa Kỳ, một cái nhìn rất là ấu trĩ. Kính thưa quý vị, trong các thời tổng thống trước đó đã làm cho Trung Cộng, cái kinh tế Trung Cộng nó hoành hành, nó cả thế giới luôn. Nếu mà không có vị tổng thống Hoa Kỳ Trump lên đó, có lẽ là bây giờ đó, Trung Cộng nó đã nắm bá chủ hoàn cầu về kinh tế rồi. Nhờ ông tổng thống Hoa Kỳ ổng gỡ mấy cái móng vuốt nó ra đó, chỉ có ông Trump mới có cái khả năng làm điều đó. Mà bây giờ một cái nhìn ấu trĩ trong cái chính sách đối ngoại, khi mà ông lên tổng thống, ông nắm cả vận mệnh đất nước về quân sự, về kinh tế, mà ông nói rằng là Trung Cộng không phải là đối thủ kinh tế của chúng ta, thì không, nhưng mà mình thế nào? Mình sẽ có cơ hội để mình bỏ lá phiếu nên mình không sợ. Và mình có một cái điều quan, mình sẽ có nhiều thời gian để nói về cái vấn đề mà tranh cử trong 2020 dài dài, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất trước khi chúng tôi rời máy là cảm ơn tất cả mọi người đã đến ủng hộ ngày 30 tháng 4 ở trên đường Beach với các anh em dân cử chúng tôi, cũng như là các anh em lãnh đạo trẻ và truyền thông báo chí. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những cái chương trình khác sắp tới, và năm sau chúng tôi mong rằng mỗi người sẽ đem theo một người nữa, là cái số của chúng ta sẽ gấp đôi. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều trong cái đáy lòng của chúng tôi, nhất là những quý vị quân nhân mà đã đến ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây chúng tôi cũng xin rời máy và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Chị Michelle. Cảm ơn luật sư Dina Nguyễn cho cái lời chào rất là chân thành. Michelle cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã tới dự ngày lễ tưởng niệm hôm đó để cùng thắp những ngọn nến trong lòng của mỗi chúng ta. Và xin chúc quý vị một ngày thật là bình an và hạnh phúc dưới hồng ân của Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý vị.